Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với võ đài Equus Arena ở nước Đức để đón theo dõi trận thi đấu quyền Anh nhân ngày bảo vệ 4 chiếc đài vô địch hạng nặng của châu sĩ người Ukraine Vladimir Klitschko. Đó là những chiếc đài WBA, IBF, WBO và IBO trước đối thủ thi đấu đến từ nước Pháp là Jean-Marc Mohamed. Đây sẽ là trận đấu thứ 60 trong sự nghiệp của Vladimir Klitschko. Còn đối với võ sĩ Jean-Marc Mohamed thì đây sẽ là trận đấu thứ 41 trong sự nghiệp. 40 lần thử đài trước đây thì Jean-Marc Mohamed đã thắng 36 trận và thua 4. Ban giám khảo trong trận đấu này đó là các giám khảo đến từ Tây Ban Nha, Mỹ và Vương quốc Bỉ. Đó là các ông Greg Sammartino, Philippe Verbeker và Manuel Marie Sadler. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Luis Pavon. Dự kiến trận đấu này sẽ được kéo dài trong vòng 12 hiệp. Người đang giới thiệu về trận đấu giữa Vladimir Klitschko và Jean-Marc Mohamed đó là ông Michael Bedford, một nhân vật rất nổi tiếng trong làng quyền Anh nhà nghề, chuyên giới thiệu những trận đấu quyền Anh nhà nghề đỉnh cao. Jean-Marc Mohamed có trọng lượng là 98 kg, thi đấu nhà nghề vào năm 1995. Sau 40 lần thử đài, anh thắng 36, trong đó có 22 trận thắng knockout. Trận thua gần đây nhất của võ sĩ Jean-Marc Mohamed diễn ra vào năm 2007 khi đối đầu với võ sĩ David Hay. Anh thua knockout ở hiệp đấu thứ 7 và mất chiếc đài WBC hạng dừa cùng với chiếc đài WBA siêu dừa. Và đây là Vladimir Klitschko, võ sĩ số 1 thế giới hiện nay. Anh có trọng lượng là 111 kg, thi đấu nhà nghề vào năm 1996. Sau 59 lần thử đài, anh thắng 56 trận, trong đó có 49 trận thắng knockout và thua 3. Trận đấu gần đây nhất của võ sĩ Vladimir Klitschko đó là trận đấu anh đối đầu với võ sĩ của Vương quốc Anh là David Hay. Trận đấu mà anh thắng bằng điểm số kỹ thuật để có thêm chiếc đài WBA hạng nặng. Và bây giờ anh đang sở hữu 4 chiếc đài vô địch hạng nặng. Đó là WBA, WBO, IBF và IBO. Trận đấu này anh sẽ là võ sĩ bảo vệ những chiếc đài này trước đối thủ thi đấu Jean-Marc Mohamed đến từ nước Pháp. Võ sĩ người Pháp gốc Guadeloupe. Kể từ sau thất bại knockout ở hiệp đấu thứ 5 trước võ sĩ Laman Grister vào tháng 4 năm 2004, thì tất cả những trận đấu sau đó Vladimir Klitschko đều giành chiến thắng và có rất nhiều trận thắng knockout. Sau thất bại trước võ sĩ Grister vào tháng 4 năm 2004 thì Vladimir Klitschko tiếp tục có những trận đấu khác. Anh đối đầu với Samuel Peter vào tháng 9 năm 2005, tranh chiếc đài NABF và WBO, NABO. Anh thắng điểm số kỹ thuật sau hiệp đấu thứ 12. Và sau đó anh tranh chiếc đài IBF hạng nặng trước võ sĩ Chris Burt, giành chiến thắng knockout ở hiệp đấu thứ 7. Và kể từ đó, anh luôn giữ những chiếc đài vô địch hạng nặng thế giới. Anh bảo vệ chiếc đài vô địch IBF hạng nặng rất nhiều trận trước khi có thêm chiếc đài WBO khi thắng võ sĩ Sultan Ibragimov vào tháng 2 năm 2008. Và trước đó anh đoạt chiếc đài IBO khi đối đầu với võ sĩ Kevin Rock cũng như là Chris Burt. Và hiệp đấu đầu tiên cũng đã được bắt đầu. Chúng ta đang theo dõi hiệp đấu đầu tiên của trận thi đấu quyền Anh nhà nghề bảo vệ 4 chiếc đài vô địch hạng nặng thế giới của võ sĩ người Ukraine Vladimir Klitschko trước đối thủ đến từ nước Pháp, võ sĩ thi đấu Jean-Marc Mohamed. Trên võ đài chúng ta dễ dàng nhận ra võ sĩ Vladimir Klitschko. Anh có thân hình giảm dở, xẻ tay chiều cao hơn hẳn đối thủ Jean-Marc Mohamed.
Trọng lượng của anh là 111kg, so với 98kg của Jin Mohammed. Trước khi trận đấu này diễn ra thì giới chuyên môn đánh giá Vladimir Klitschko là rất cao, khả năng rất cao bảo vệ thành công 4 chế tài vô địch hạng nặng trước đối thủ Jin Mohammed. Một trong những yếu tố mà giới chuyên môn đánh giá Vladimir Klitschko cao đó là thành tích ấn tượng của anh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hai võ sĩ này đều đã đối đầu với David Hay, võ sĩ số 1 của Vương quốc Anh. Nếu như Vladimir Klitschko giành chiến thắng trước David Hay thì Jin Mohammed lại thất bại trước David Hay. Những gì vừa qua thì những động tác áp sát của Jin Mohammed là không thuyết phục. Anh áp sát không tung đòn mà anh lại đâm đầu vào người của Vladimir Klitschko. Vẫn chưa có một đòn đánh nào của Jin Mohammed. Có lẽ là chiến thuật của Jin Mohammed là cố gắng áp sát vào người của Vladimir Klitschko để chờ cơ hội tung đòn ở cự ly ngắn, có thể là đòn móc. Nhưng muốn áp sát để tung đòn khi đối đầu với Vladimir Klitschko thật sự khó khăn, bởi anh em nhà Klitschko luôn có những hành động rất cụ thể, đó là dùng cánh tay trái của mình để không cho đối thủ áp sát. Còn nếu như đối thủ cố tình áp sát thì cũng rất khó ra đòn. Rõ ràng là lợi thế xã tài của Vladimir Klitschko cũng như là anh trai của anh là Vitaly là một vũ khí lợi hại và đã được hai võ sĩ này tận dụng rất tốt để hạn chế những tình huống áp sát của đối thủ. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại. Jin Mohammed vẫn chưa thể hiện được gì trên võ đài. So với trận đấu giữa Vitaly Klitschko và võ sĩ của Vương quốc Anh đó là Chisora, thì trong cuộc họp báo và cân trọng lượng, Jin Mohammed tỏ ra hòa nhã với Vladimir Klitschko hơn rất nhiều. Derek Chisora, võ sĩ của Vương quốc Anh, sau khi nhận thất bại trước Vitaly Klitschko, anh trở về nước Anh và đã có những hành động lời lẽ không hay đối với David Hay. Anh đã có những hành động xô xát với David Hay. Và cuối cùng, Hiệp hội Quyền Anh Thế giới đã cấm võ sĩ Derek Chisora thi đấu vô thời hạn. Hai võ sĩ đã bước vào hiệp đấu thứ hai. Kenny comes forward with his head down. Referee's been a busy man in the opening round and a bit. Womack knows to fire anything, he has to get in close. Has to be able to reach Klitschko, and that's not easily done. Particularly not easily done when Klitschko is jamming that left jab into your face. It does wear you down. Đã rất lâu võ sĩ Jin Mohammed mới bước lên võ đài. Kể từ sau trận thắng võ sĩ Ibrahimov vào tháng 12 năm 2010 tại Paris, đó là trận đấu tranh chế tài WBA hạng nặng.
Nhưng bây giờ thì chiếc đai WBA hạng nặng đã thuộc về Vladimir Klitschko. Rất nguy hiểm. Jean-Marc Mohamed đã dính đầu đánh của Vladimir Klitschko. Trọng tài đang làm thủ tục đối với võ sĩ người Pháp. Và Jean-Marc Mohamed đã đứng lên. Cho đến thời điểm này của trận đấu thì xem ra Vladimir Klitschko không gặp vấn đề gì khó khăn trên võ đài. Thông thường những võ sĩ thách đấu mỗi khi bước vào cuộc so tài với nhà đương kim vô địch là thi đấu rất quyết tâm. Nhưng đối với Jean-Marc Mohamed, cho đến thời điểm này của trận đấu là hoàn toàn khác hẳn. Anh không hề tung ra được một đòn đánh nào có thể là xem được. Liên tiếp những đòn đánh của Vladimir Klitschko. Mười giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Jean-Marc Mohamed vẫn chưa thể hiện được gì, vẫn chưa thể hiện khát khao đoạt bốn chiếc đai vô địch từ tay của Vladimir Klitschko bằng những pha tung đòn hiểm mà anh thường áp sát vào người của Vladimir bằng cách đâm đầu vào người của Vladimir Klitschko. Chúng ta đang theo dõi lại đòn đánh chính xác của Vladimir Klitschko đã làm cho Jean-Marc Mohamed té xuống vô đài. Pha tung đòn rất chính xác của Vladimir Klitschko. Klitschko looking for his 50th knockout of a storied career. These are the kind of stories he likes, and he's dominating. Trong các trận đấu trước đây của Vladimir Klitschko trước những đối thủ thách đấu, anh thường bị đối thủ áp sát và tung đòn trong những hiệp đấu đầu tiên. Đó cũng là điều bình thường, bởi những chiến sĩ thách đấu bao giờ cũng chơi rất quyết tâm. Ở trận đấu này sau hai hiệp đấu thì Jean-Marc Mohamed cũng quyết tâm, nhưng anh quyết tâm đâm đầu vào người của Vladimir Klitschko chứ không phải quyết tâm tung đòn. Không hiểu chiến thuật của võ sĩ người Pháp là như thế nào. Liên tiếp những đòn đánh của võ sĩ Vladimir. Mỗi khi anh em nhà Klitschko thượng đài, khán đài bao giờ cũng rất đông khán giả đến để theo dõi. Việc đâm đầu vào người của Vladimir Klitschko cũng là một trong những cách để Jean-Marc Mohamed tránh những đòn đánh tầm xa của Vladimir Klitschko. Still that left jab comes forward from Klitschko, then the right hand. It's going to be a painful evening, short or long, for Jean-Marc Mohamed. Comes forward with his head down again, Klitschko throwing that left hook.
Bull looking forward with his head down. Mormek. It's not making for much of a fight. Now Klitschko wrestles. Hiện tại thì ở hạng nặng, chế tài WBA có hai chế tài song hành. Nếu như Vladimir Klitschko đang giữ chế tài WBA cùng với ba chế tài khác là WBO, IBO và IBF, thì cũng có một võ sĩ khác đang giữ chế tài của Hiệp hội Quyền Anh Thế giới WBA. Đó là Alexander Povetkin, võ sĩ người Nga. Bởi sau khi Vladimir Klitschko đoạt chế tài WBA từ tay của David Hay, thì sau đó Hiệp hội Quyền Anh Thế giới đã mở ra một trận đấu khác để trao đài cho võ sĩ giành chiến thắng. Đó là trận đấu giữa hai võ sĩ người Nga, Ruslan Chagaev và Alexander Povetkin. Cuối cùng thì Povetkin đã giành chiến thắng để đoạt chế tài WBA hạng nặng. Và gần đây, Alexander Povetkin cũng đã bảo vệ thành công chế tài WBA hạng nặng của mình trước đối thủ. Đó là võ sĩ Marco Huck của Đức. Trận đấu đó diễn ra sớm hơn trận đấu này một tuần. Chúng ta vừa theo dõi lại tình huống té ngã của hai võ sĩ Jean-Marc Mahmet và Vladimir Klitschko ở hiệp đấu thứ ba vừa qua. Thông thường những trận đấu của anh em nhà Klitschko, Vladimir cũng như là Vitaly, hai võ sĩ này thường rất thận trọng ở những hiệp đấu đầu tiên. Nhưng có lẽ do Jean-Marc Mahmet không cùng đẳng cấp nên Vladimir Klitschko đã chủ động tấn công ngay từ đầu. Forward comes Mormek with that left hand. But they're single punches, they're not going to hurt Klitschko. They wanted to throw that right in the Mormek corner. Wanted to find a way inside and then try and connect with something. Rất nguy hiểm, đòn đánh chính xác của võ sĩ Vladimir Klitschko và Jean-Marc Mahmet đã ngã xuống võ đài. Jean-Marc Mahmet, võ sĩ người Pháp, đã nằm dài xuống võ đài sau khi dính những đòn đánh của Vladimir Klitschko. Và như vậy, trọng tài điều khiển trận đấu đã cho trận đấu kết thúc ở hiệp đấu thứ tư. Ông Louis Pavon đã quyết định cho trận đấu kết thúc ở hiệp đấu thứ tư sau khi cho rằng võ sĩ người Pháp Jean-Marc Mahmet không còn khả năng để tiếp tục cuộc chơi nữa. Jean-Marc Mahmet không thể hiện được gì trước khi anh gục xuống võ đài. Một chiến thắng quá dễ dàng cho Vladimir Klitschko. Chúng ta đang theo dõi lại đòn đánh quyết định của Vladimir Klitschko. Đó là đòn đánh bằng cánh tay phải, và sau đó Klitschko tiếp tục tung đòn bằng cánh tay trái chính xác vào trán của Jean-Marc Mahmet. Có lẽ ban tổ chức trận đấu này đã sai lầm khi xác định võ sĩ Jean-Marc Mahmet là quá cao. Một sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn giữa Vladimir Klitschko và Jean-Marc Mahmet. Trận đấu thứ 60 trong sự nghiệp, Vladimir Klitschko đã có chiến thắng thứ 57 và tiếp tục bảo vệ thành công 4 chiến tài vô địch hạng nặng WBA, WBO, IBO và IBF. Trong khi Jean-Marc Mahmet phải chấp nhận trận thua thứ 5 trong sự nghiệp của mình, và là trận thua tâm phục khẩu phục. Một trận đấu không mất nhiều sức lực của Vladimir Klitschko, võ sĩ số 1 thế giới hiện nay.